Xin chào anh em, tôi đang ở gần đỉnh của rừng Bạch Mã. Đây, VinFast vừa trèo lên trên rừng Bạch Mã. Rất là hiểm trở, cực kỳ hiểm trở luôn. Rừng Bạch Mã rất là hiểm trở, nhưng mà VinFast đã trèo lên gần đỉnh. Và sương mù thì quá mờ nên là tôi đành phải dừng lại ở đây. Thật sự là rất là thử thách, nhưng mà chúng tôi đã gần chinh phục được. Đến đây là gần chinh phục được rồi, gần đỉnh rồi. Đấy. Mọi xe đến đây họ cũng dừng lại ở đây. Đấy, và VinFast vẫn hùng dũng đứng ở giữa rừng Bạch Mã nhá. Đấy, hoành tráng chưa? Đây rừng Bạch Mã này, đường đèo rất là hiểm trở. Đấy, bây giờ chúng tôi phải xuống luôn đây. Đây này, nó có cái cảnh báo về độ nguy hiểm. Nếu mà anh em nào đã đổ đèo ở rừng Bạch Mã thì sẽ biết được là nó nguy hiểm thế nào. Nhưng mà khi tôi chạy VinFast thì cảm thấy khá là ok. Đấy. Tại vì xe này là 4-wheel drive cho nên là rất là bám đường, đổ điếc các thứ là ok. À. Bye bye.